Hello cả nhà, chào mừng cả nhà quay trở lại với nhà của Oanh, cuộc sống ở Úc. Xoay qua xoay lại thì 12 tháng nó hết rồi. Hồi năm rồi mới đăng video Giáng sinh đây thì năm nay là Giáng sinh nữa rồi cả nhà. Mới sanh ra có một cái chín à. Mà hôm nay cô bé đã được 6 tuổi rồi. Đặc biệt hơn nữa, chồng Oanh sẽ là khách mời vô cùng đặc biệt của ngày hôm nay. Mở màn hôm nay là sẽ có một chương trình văn nghệ của các bé nhỏ. Mời cả nhà cùng nghe nha. Hôm nay Sophie cũng được biểu diễn văn nghệ cùng các bạn nữa. Các bạn hôm nay ai cũng mặc đồ đỏ hết. Cho nên đó là Sophie, bà cũng chọn cho mình bộ đồ đỏ nữa cả nhà. Lúc ở nhà thì cứ đòi mẹ đi mua đồ cho. Mà thật sự thì Oanh cũng đâu có biết là chương trình của trường là sẽ tổ chức văn nghệ và các bé sẽ hát đâu. Trường chỉ nói là hôm nay Giáng sinh cho nên đó là phụ huynh cho các con mặc màu đỏ thôi. Bí mật mình không biết gì hết trơn. Shake, 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 shake
good? Been good? Yes? Or no? Yes? Beautiful. Have you been good? Yes. You want a present? Have you been good? Yes. Hello? Now, where is Thomas? Is Thomas here? Baby Thomas? Baby Thomas? Where is Baby Thomas? Oh. And there is Thomas. There we are. Oh, there's Thomas. Các bạn nhỏ ở Việt Nam thì thích Tết nhất, còn các bạn nhỏ bên này thì mong đợi Giáng sinh nhất. Ngày Giáng sinh là ngày các bạn nhỏ có thể nhận được quà từ ông già Noel, cho nên nó là rất là thích luôn. Và hình như là Giáng sinh là cái ngày lễ lớn nhất ở bên này để cho gia đình mọi người sum họp á cả nhà. Hôm nay thì ai cũng chuẩn bị quà cho con hết, và ông già Noel sẽ là người đại diện tặng quà cho các bé. Hôm nay Quỳnh thấy các bé nào cũng vui hết, tại vì bé nào cũng nhận được quà hết trơn á. Wow!
quay lại. À, Robbie. Merry Christmas. Nhà trường cũng chu đáo lắm luôn. Sau khi mà kết thúc chương trình văn nghệ bên trong rồi thì phụ huynh được mời ra ngoài cùng ăn một bữa tiệc nướng ở bên ngoài trời như thế này nè. Thấy ai cũng vui hết trơn á. Nhất là các bé ngồi cùng nhau mở quà và khoe với nhau. Ở bên này các bé thích nhất là được vẽ mặt á cả nhà. Thì bé nào cũng thích tới tiệc hay gì đó là cũng sẽ được vẽ những cái hình ở trên mặt á. Cho nên là mấy bé xếp hàng quá trời quá đất luôn. Bé nào cũng thích hết trơn á. Kia không có nói chuyện được, cả nhà ra đây mới nói chuyện được. Sophie đang vẽ mặt. Wow. Mấy bé bên này, bé nào cũng thích vẽ. Sau khi tiệc thì mọi người ra đây ăn xúc thịt nướng với bánh mì. Can you see yourself? Beautiful. Wow, very beautiful, lot. Đẹp quá đẹp luôn. Ăn gì vậy? Rất thơm đó, mình rồi. Sophie rất là thích cái món quà mộng già Noel tặng luôn. Con gái mà ai cũng thích túi xách đó cả nhà. Mà nhất là con gái của mẹ Oanh thì nó đều hơn mẹ nó nữa. Cái vụ gì mà liên quan tới con gái như túi xách, quần áo, giày dép là thôi bả mê lắm luôn cả nhà. Mà nó ngồi nó nói là sao ông già Noel nó mang dép của ba nó. Nó nói ông già Noel là ba chứ ai, ba mặc đồ ông già Noel chứ ông già Noel nào. Mà nó cứ ngồi nó cãi với ba nó. Nó nói chính là ba nó là ông già Noel thôi, con nít mà nó nhìn nó thông minh lắm. Nhìn ba là nhìn ra liền chứ không lẽ nhìn không ra. Em ấy cứ ngồi chỉ vô đồ của ba, nói là ba thay đồ rồi đó, cho nên là ba không có mặc đồ ông già Noel nữa, chứ chính là ba đó. Tiệc cũng gần tàn rồi, bạn nhỏ nào cũng thích, bạn nhỏ nào cũng vui hết. Hôm nay gia đình của anh cũng rất là vui luôn. Henry thì tiếc là Henry hôm nay đi học cho nên là không có tham gia được tiệc Giáng sinh của em. Nhưng mà Henry cũng sẽ tham gia được tiệc Giáng sinh của trường Henry cả nhà. Cho nên là hy vọng là Henry cũng sẽ vui như em của Henry vậy. Thôi tạm biệt cả nhà nha. Hẹn cả nhà video tiếp theo. Chúc cả nhà một mùa Giáng sinh thật là an lành nha. Bye bye và hẹn gặp lại.